Samsung AI TV và loa thanh Q Series âm sắc đỉnh cao, thanh hạng giải trí. Hiểu tới hai bị phạt lùi lại hai bước. Đây, đừng cho anh thở. Tú ơi, chạy như mấy ông già vậy Tú. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đi ra. Hay quá. À Tú ơi. Trời ơi, chậm quá. Let's go. Cởi giày ra anh em ơi. Cởi giày đi. Dũng đi. 3. Biết cày hả, Captain? 2, 1, bắt đầu. Trời ơi. Sao bên kia nhảy ghê vậy? Ôi, mình cũng nghĩ là nó chỉ là massage chân thôi. Bởi vì là mình có nghe mọi người bảo là cái này tốt cho sức khỏe lắm. Cuối trò chơi rồi thì mọi người cho mình chơi một cái trò chơi cho thư giãn tí. Nhưng không ngờ mọi người ạ, bước vào là thấy luôn đấy. Thấy gì luôn đấy. Quá tàu gì? 1, 2, 3. Ra. Lên. Hãy nhảy lên, tốt. Nhảy lên, nhảy các ơi. Các ơi nhảy lên, các tên nhảy lên lên. Hey. Một, hai, ba. Trời ơi, kinh khủng khiếp mọi người. Trời ơi, nó thốn lắm, rất thốn. Mấy cái thảm này thì có cái gì đâu mà khó, thế mạnh của mình đây. Mấy cái thảm này thì có cái gì đâu mà khó, thế mạnh của mình đây. 1, 2, 3. Trời ơi. Hai bước nữa thôi. 1, 2, 3. Em ơi, I chết. Mẹo hình mẹo dạng xấu không chịu nổi. Bao nhiêu cái hình ảnh đẹp là đi hết. Xấu tàn canh. Không hề hết, mặt mình lạnh tăng. Mình thể diện đúng kiểu đàn ông luôn ấy. Mình còn đang bị sợ là chương trình sẽ hơi khó cắt dựng và sẽ khiến cho khán giả nghĩ rằng mình đang bị khó chịu một vấn đề gì đó. Nhưng thực sự lúc đấy mặt mình lạnh như tiền, không có cảm xúc. 1, 2, 3. Trời ơi. Hải là trời ơi anh đau mà anh nhắm mắt. 1, 2, 3. Đây, cố lên, cố lên, lên lên qua đây. Hay quá Quân ơi. 1, 2, 3. Ơi, thua mày rồi, đi ra ngay. Qua đây một phát nữa Quân ơi. 1, 2, 3. Đúng là người tính không bằng trời tính. Tất cả các anh em kia ra lá mọi người ạ. Uầy, con không tin được là tại sao lại có thể may mắn như thế. Em không nghĩ là anh lại là một người xuất sắc và kiệt tác đến như thế. Yes, lượt 1 đã xong và đôi chân này vẫn còn nguyên vẹn. Quân AB phở thắng. Hai đội còn lại, vô. Sẵn sàng chưa ạ? Dạ, sẵn sàng. Thế rồi ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi. Đâu. Nhanh
trời ơi, nhảy cái này cũng như là nhảy chơi vậy chứ có gì đâu. Nhìn mình tưởng tượng nó giống như là miếng xốp mềm mềm á, nhảy cho có lệ cho vui vậy đó. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao mà nó không có mềm nhũng như mình tưởng tượng vậy? Đáng lý là nó phải là cao su, nó vui vẻ thôi chứ. Sao mà hạt co quá vậy? 1, 2, 3 Con tôi thực sự là mình đang hơi đau đầu một chút. Đúng rồi, chơi cái game đấy xong gọi là sốc đến óc mà mình hết đau đầu rồi. Không phải là vì anh em nữa đâu, là game của chương trình rồi, mình phải thi thôi. Từ từ ơi, từ trên trời ơi, một hai ba, một hai ba, một hai ba, một hai ba, trời ơi, chuẩn gì hay vậy, trời ơi. Chưa. Dương nó rất giỏi quá. Hay quá. Không được. Cái nữa. Rất áp lực luôn. Tại sao mà nhảy bạch là nó thắng liên tục. Rất là sợ. Rồi vô. Búa nha, 1, 2, 3. Trời ơi! Rồi xong, không có thuộc về cái hạng 1 hay hạng 2 rồi. Chứ bây giờ là đợi tranh hạng 3, hạng 4 thôi. Trời ơi! Allrounder chơi lần đầu tiên mà thẳng tuột, knock out đội đối thủ luôn. Không biết là thắng kiểu gì luôn. Giỏi vậy trời! Ui, giỏi quá anh em ơi! Phải vậy chứ, anh còn đang muốn thử cảm giác đau như nào mà em ủi phát hết nguyên team kia đi xa. Nói chung là đệ nhất quản Tù Tì, từ nay hãy gọi tên Dương Domic. Wow, sao giỏi dữ vậy trời. Nhảy trên cái đó là đã đau rồi, mà quản Tù Xì lần nào cũng thắng. Em đã chứng minh được giá trị của mình trong team. Bằng cách nào mà quản Tù Xì lần nào cũng thắng? Hay quá, quá may mắn. Hay thế nhờ, xuất sắc. Gieo trứng cho ác rồi. Trời ơi. Hay, đâu đây. Quá giỏi, quá giỏi. Cho anh em lên hình luôn. Không cần. Một mình anh combat hết nguyên một đội. Anh cho tôi biết ý kiến của anh cảm thấy thế nào. Rồi em ơi, sĩ lên em ơi. Sĩ lên. Em cảm thấy đã anh ạ. Mạnh mẽ lên. Nói chung là... Cảm xúc anh. Game này... Game là dễ. Nói chung mạnh nó... lên. Mạnh lên. Easy game. Nói chung là game này nó cũng dễ với em. Cũng chưa mạnh lắm. Cố lắm rồi anh ơi. Chuẩn bị. Nhanh 3, 4, 3, 2, 1, đi. Ngồi ngay thôi. Những cái game mà nó khủng khiếp nhất từ trước tới giờ mà Isaac chơi. Vừa thốn gì đâu, nó kỳ lắm, người khó tả lắm. Trời ơi, anh đau mà anh nhắm mắt để thương anh. Mong là có thể giải thoát được cho anh sái. Nhưng mà cuối cùng là anh ấy cũng hơn thua không kèm. 1, 2, 3. Đây, Kiều ơi. 2, 3. Lên Kiều ơi, nhiều. Hay quá Kiều ơi. Nhiều. Trời ơi. Ai này đây? Nó đang ghé mình. Ông là ác thật luôn ấy, vú vía luôn ấy. Sau khi tôi xem lại, tôi chắc chắn sẽ phạt người đấy. Tôi đây. Gấp phá rồi, thôi đẩy. Em lại anh. Gấp phá rồi, thôi đẩy. Đúng là anh Atos đang có sĩ thôi mọi người ạ. Theo quan sát thì thấy anh Atos rất là sợ cái game này. Có thể là mọi người có thể bị nhầm. Tức là khi mà mình đi trên thảo thì mình sử dụng cái này là khí công. Chạy được Samsung AI TV và loa thanh Q Series âm sắc đỉnh cao, thanh hạng giải trí. Nhớ, chạy được nhớ. Trời ơi, quá đáng nữa. Ai cho miếng này của em? Anh em chuẩn bị nhá.
1, 2, 3. Trời ơi, hay quá, hay quá. Hay quá, kiểu nhanh quá. Trời ơi, kiểu gánh lên nguyên team luôn á. 1, 2, 3. Đau đấy. 1, 2, 3. Đau, đau, đau. Giờ mông ở đấy rồi. 2, 3. Như là do mình tự tin lắm hay sao á, mà lúc mà chuẩn bị nhảy một phát là cái mặt như là cúi xuống rồi, như này luôn là lúc đó quê nha. Chiều ơi, đi rồi. Lúc đó là Hùng chạy luôn hả mọi người? Không, lúc đó hình như Hùng nhảy á, thường thì người ta sẽ nhảy bằng hai chân, thì Hùng nhảy một chân thôi, đó là chiến thuật. 1, 2, 3. Hay quá, đội trưởng ơi. Mình có nhớ có một ai nữa đó ra ủng hộ mình, anh ấy cố lên nhưng mà lại vịt vào mình ấn xuống. Xong lên đi. Cái phạt bên này một ô, tay bên này quá ăn gian. Sai sẽ phạt em. Đúng rồi. Ở đây gì? Anh ra cái đấm. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anh chưa. Lùi hai ô. Tại sao lùi? Tại vì em bước em không nhảy. Sao mà lùi? Lùi hai ô. Sao mà lùi? Mình lướt trên đầu gai, chân của mình không chạm đất, nó gọi là kỹ thuật. Quán đâu xây? Được cho anh thở. Tú ơi, chạy như mấy ông già vậy Tú. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đi ra. Hay quá. À Tú ơi. Trời ơi, chậm quá. Anh xây. 1, 2, 3. Giống như là sắp thắng rồi hoặc là sắp thua rồi thì nó có cú lội ngược dòng á. Trời ơi, tôi chưa bao giờ tôi cảm thấy muốn kết thúc một cái bộ phim như thế này. 1, 2, 3. Trời ơi, hơn 15 phút đồng hồ mà hai team không team nào thắng, không team nào thua. Ăn nha. Lùi lại đây. Còn khoảng 3 bậc hay 2 bậc nữa thôi mà Quỳnh tôi xì xua chạy ngược lại cái đầu. Rồi ạ. 1, 2, 3. Lấy khổ lắm rồi. 1, 2, 3. Trời ơi, nữa trời, sao mà cứ hoài vậy, dừng lại đi. Trời ơi, tôi đi ngủ nữa, tôi mệt lắm rồi. Mình cũng thực sự muốn buông xuôi và lúc đấy mình nghĩ là ôi thôi, cho con thua đi, cho con Uyên thua một lần đi. Cố lần càng ơi. 1, 2, 3. Đây là trận chung kết. Khang ơi, em cứu cả gia đình Khang ơi. Trời ơi, cảm ơn Khang. Trời ơi, em ơi, đời nha. Hiện nay tất cả mọi cơ thể đây đã được đả thông kinh mạch. Họ minh mẫn hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ các bạn thấy là các bạn dũng cảm như ngày hôm nay. Xuất sắc. Nhưng công lớn thuộc về Hurry Khang. Một người đàn ông đã kết thúc những nỗi đau cho những người còn lại. Thương hai quá à. Tôi rất là ngưỡng mộ đôi chân chịu lực khỏe của Atus và Isaac. Cái này đi bình thường anh ạ. À vậy hả? Bỏ qua em trả vờ cho vui thôi. À vậy hả em? Trời. Anh thấy em giả vờ thật quá ha. Ok. Bây giờ là hai đội tranh nhất nhì. Đây là trận quyết định nè. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Go.
ở lòng bàn chân có nhiều huyệt mà, cũng nên dẫn vào những cái gai gai kiểu như thế, nhưng mà nó ở cái cường độ nhẹ thôi. Còn đây là mạnh, ai cũng chiến, ai cũng giận giận giận. Anh Dình ơi, 1, 2, 3. Kết thúc đi anh ơi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lên. Đào, càng bước là bắt đầu là. Tại sao cái thảm này nó sinh ra đời để làm gì vậy? 1, 2, 3. Anh ơi, Cố lên. Hay quá Quân ơi. Cố lên. Trời ơi, sao mà yếu đuối quá vậy? Bình thường gọi là gánh trên vai những nhọc nhằn chỉ vì một cái thảm thôi mà sao mà bé đau quá vậy bé? Hôm nay nhìn như một cô nàng vậy đó, chứ không phải là Hiếu thứ hai nữa rồi. Cái này là Thu Hải rồi. Nhanh đi! 1, 2, 3! Trời ơi, Quân ơi! Ôi, trời ơi! Trời ơi, Hoàng Tử mày nhảy dữ vậy? 1, 2, 3! Ê! Trời ơi! Phúc nói, eo ôi đau thế anh ạ, sao em không chơi đâu. Nhưng mà tới cái lúc mà Phúc mày vào mà chơi một cái rồi, mọi người thấy hả, Phúc rất là máu mà nhảy như một con kangaroo luôn á. 1, 2, 3. Ôi Đức Phúc hay vậy. Phúc ơi. Nói chung là quá đau. Nhưng mà cảm giác hơn thua thì lúc nào nó cũng đem lại cho mình cái sức mạnh vô biên. Mặt anh xinh nhá, lúc nhảy nhá, mũi lên đằng mắt. Mặt anh Dinh không hát gì mà tôi. Mà anh Dinh nói tôi. Anh Dinh hay quá. 1, 2, 3. Lên đi. Em bị liệu. Một, hai, ba. Dinh. Hay quá trời. Anh Dinh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lên. Mà Hiếu làm nhăn dữ vậy. Thôi đừng có khóc mà. Nếu mà ở trên truyền hình thì đúng là mọi người sẽ thấy Hiếu yếu đuối. Nhưng mà thật ra quãng thời gian bên cạnh mình thì mình thấy rất nhiều mặt yếu đuối của Hiếu. Có những hôm thì Hiếu đã phải dựa đầu vào vai mình và khóc nấc lên 3 tiếng. Em cần anh. 1, 2, 3. Cố lên Hiếu ơi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay quá Hiếu ơi. Đúng rồi. Đầu chương trình là thấy Dương Đông ấy gọi là xì lô rồi chậm chạp như một chú rùa con. Từ lúc gặp anh Atus là câu chuyện khác đi rất nhiều rồi. Nói chuyện volume cũng lớn rồi, cái chân thoăn thoắt đúng với cái chiều cao của cậu ta. Quá ghê. Anh nghĩ là nên có một cái cuộc thi nào đó về oánh tu tì, em nên tham gia. 1, 2, 3. Một lần nữa thôi em ơi. Đúng anh Dương ơi. Lại là Dương đó mấy. 1, 2, 3. Đi về. Thời gian có thể nào dừng lại giây phút này được không? Tập 11 kết thúc tại đây. Bye bye. 1, 2, 3. Hiếu thứ hai bị phạt lùi lại 2 bước. 1, 2, 3. Tại sao lại là lúc này?
những lúc mình cần thắng thì nó không thắng, còn những lúc này mình rất muốn thua. Đúng là công nhận thiệt, tính hơn thua nó quan trọng quá. Không muốn đi luôn rồi. chấp luôn, ghê. Anh em mình thắng nhất thắng nhì chia điểm đi. Không thể rồi. 1, 2, 3. Khi mà tôi thấy rằng là Hiếu thứ hai nhụt chí, cái chân tôi thì đồng ý nhưng mà cái não tôi thì không, bởi vì tôi vẫn muốn chiến đấu tiếp. Ôi, hoàng tử nhanh dữ vậy, này chắc hoàng tử ớt qua nhảy dữ nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đức phúc rồi. Ra cho em hoài vậy. Bước ra liền. Phú ơi, lần nữa tình thế Phú ơi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ôi, làm gì đây? Cố lên, cố cáp ơi, cố lên, cáp ơi, cố lên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em ra đấm. Để anh ra cái kéo thôi em nha. Ok. 1, 2, 3. Đó. Rồi, đó, rồi. Sắp được rồi, cáp ơi. 1, 2, 3. Ui, hay. Ơi, đánh lên. 1, 2, 3. Yeah. Trời ơi, hay vậy. Lên cáp ơi. Hay quá, cáp tình ơi. Game, man, game. Cáp tình ơi, thắng cho anh. Thắng cho anh. Trời ơi, ông anh này kỳ vậy. Ông làm vậy trước mặt của tất cả thành viên trong đội luôn. Các Tường ơi, cả team mình lẫn team Hiếu thứ hai đều tin em. Các Tường ơi, cố lên. Chắc chắn là mọi người đang rất muốn đi nghe demo rồi. Ok, em sẽ thực hiện những cái gì anh nói. Thắng nha. Lần này thì em chịu thua. Đau rồi. Chơi. 1, 2, 3. Chơi. 1, 2, 3. Yeah! Được nghe demo rồi. Tuyệt vời. Quý vị ơi, một trò chơi thách thức mọi lòng can đảm. Đúng vậy. Làm sao em có thể vượt qua hả Pháp Kiều? Không thể nào chấp nhận được để một Kiều như em mà nhảy trên những cái tấm thảm như vậy. Em thấy các anh trai ở đây không thật sự là công bằng. Ví dụ thấy em nhảy đến đó là phải dừng làm bộ thua. Dừng em. Đúng rồi. Em thấy kỳ quá à. Nói chung là vỗ tay cho Pháp Kiều thì Pháp Kiều quá đúng giỏi rồi. Quá đàn ông. Cái người thứ hai mà tôi thấy chơi rất là kiên cường là Đức Phúc với Eric nha. Đừng sốc nhí gì anh ơi. Biết là có đau nhưng mà rất là kiềm chế. Quân AB cũng vậy nha. Cho hỏi là tụi em có phương pháp nào chia sẻ cho anh em xíu không? Lúc ấy là chỉ có một cái làm đỡ đau là cái tính hơn thua của mình nó hơn to hơn cái đau anh ạ. Hay, câu này cũng hay. Hay quá. Captain đó rồi. Trời đất ơi, giỏi quá. Quá giỏi. Hồi nãy anh thấy em có... Rồi cái em ra là nó dính. Em ra là nó dính. Em bấm cái gì vậy? Cái đó là khoa học hay là siêu nhiên vậy em? Ban đầu thì em thấy đội quá yếu. Trận đầu tiên thì sẽ ra 70% là kéo. Còn trận thứ hai thì sẽ ra 60% là đấm. Nhưng mà trong hai lượt liên tiếp thì họ thường thay. Ví dụ là họ ra hai đấm thì thường họ sẽ thay đổi phương án khác là lá. Và rồi, đến anh rồi. Dương Đô Mích gặp em thắng lần 1. Xong rồi gặp lần 2 thì anh Dương Đô Mích sẽ ra một đáp án khác. Nên là em chỉ tính tỷ lệ mà thắng hòa. Thì đó giờ Nagip chỉ chơi quảnh tù xì dựa trên một cái sự gọi là nó ngẫu nhiên thôi. Mình chơi một cái trò chơi trong sáng. Bé này chắc hồi xưa là không có chơi mấy cái trò chơi bình thường á. Nó chỉ có đi học rồi xong rồi nó giỏi thôi. Nghe khoa học nha, vỗ tay. Thì siêu trí tuệ đi. Ê, nổi da gà nha. Hay vậy trời, sao tính được ta? Chủ yếu vẫn là may mắn và thực sự là các anh em muốn đúng. Nghe demo. Đúng. Yes. Tôi nghĩ là em phân tích đúng. Khi Hiếu thứ hai có những cái cơn nhíu thì tâm lý của một con người khi nhíu là gì? Đúng không? Mình sẽ đau búa đúng không? Khi mình nhíu mình sẽ... Thưa quý vị, tổng kết số điểm như sau. Đáng tiếc nhất là đội của Hiếu thứ hai. Vòng 1 cộng 75, vòng 2 cộng 75. Nhưng vòng này, thí dụ Nhi là 150 cộng lại thì ra 300. Thắng cũng hạng nhất, thua cũng hạng nhất. Ra sức chi dữ vậy? Ơi. Chơi cho nó vui hình. Quan trọng là chúng ta sẽ thấy được những khoảnh khắc như vậy của Hiếu thứ hai. Ở đâu làm gì có chương trình nào mà em?